vị theo dõi nha, cái pháp bảo đàn này á là dạy tu rất là nhiều, không có chuyện, không có nói chuyện đùa, cho nên chúng ta phải nghiêm trang học tập ha, phải chú tâm. Tại vì tôi dạy tôi hay hỏi, mà nếu mà tôi không, tôi hỏi mà quý vị không theo dõi, quý vị không biết đường trả lời phải không? Mà như vậy đó thì quý vị sẽ tiến bộ rất là nhiều. Mỗi lần mình trả lời mà không đúng đó, tự nhiên cái mình cứ nhớ, rồi mình ghi nhớ cái câu trả lời của người khác, tự nhiên cái mình tiến à. Chứ mình ngồi mình nghe không á, nhiều khi mình nghe chữ được chữ không, mình không có tiến bộ bằng mình vừa học vừa trả lời như vậy ha. Rồi bây giờ hôm trước á, chúng ta học tới tới cái năm cái lần đâu ngờ, phải không? Năm lần đâu ngờ của một tổ Huệ Năng, của ngài Huệ Năng rồi. Giờ chúng ta học tiếp nha. Quý vị theo dõi nha, để tôi hỏi. Tổ truyền pháp đốn giáo và y bác rồi, người nói với lục tổ là, người nói với Huệ Năng rằng: ngươi là tổ đời thứ sáu, hãy khéo tự giữ gìn, rộng độ chúng sanh, truyền mãi về sau, chớ để cho đoạn dứt. Đó có nghĩa là ngày canh ba thì Huệ Năng vào thất của ngũ tổ, và ngũ tổ truyền kinh gì? Kinh Kim Cang, đúng không? Tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái ngày ngộ đạo. Ngày ngộ đạo xong, ngày thốt lên năm lần tiếng đâu ngờ, phải không? Đâu ngờ sao? Đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Trước tiên là mình không có ngờ rằng cái tánh mình xưa nay nó thanh tịnh, mà mình cứ nghĩ rằng không có thanh tịnh. Nhưng bây giờ ngộ rồi, đâu ngờ tánh mình vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn không lay động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Rồi cái câu chót nè ha, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Quý vị trả lời tại sao mà tánh mình hay sanh muôn pháp? Mấy cái kia mình hiểu rồi, nhưng mà cái thứ năm nè, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp là sao? Tại vì mình hiểu được cái câu này là cái đoạn sau nó nhất là Bát Nhã, mình hiểu rất là dễ dàng luôn. Rồi mời bên Chư Ni trước nè, quý vị giơ tay để mà trả lời. Trả lời được chứ làm bộ hoài. Nhanh, không có thời giờ. Rồi Bủ Pháp Xuân Phong trả lời. Quý vị trả lời một câu thôi, nó cũng đầy đủ ý nghĩa rồi. Mô Phật, thưa Thầy, cái câu đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, thì con nghĩ rằng nếu mà cái tánh mình thanh tịnh thì mình sống bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì thì cũng đều thấy được tánh của nó hết. Nên mình hiểu được một pháp thì mình sẽ hiểu được tất cả các pháp còn lại. Rồi, cũng được. Đó là ý của chú Bộ Pháp. Rồi còn ai nữa không? Dạ, Mô Phật, con kính bạch Thầy, kính bạch đại chúng. Theo như được cái sự đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Thì đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, là vạn pháp do tâm sanh, tất cả là do cái tâm mình sanh ra hết.
Rồi, cho Trạm khóc ta thật lớn nè. Chỉ một câu đó thôi. Vạn pháp duy tâm. Thì tự tánh mình là cái tự tánh đó, hay sanh muôn pháp là đương nhiên rồi. Phải vạn pháp duy tâm không? Phải không? Thì đó là như vậy ha. Rồi, thôi bây giờ mình tiếp nha. Khi mà ngũ tổ, lục tổ dặn dò ngũ tổ là hãy khéo giữ gìn rộng độ chúng sanh rồi, thì Ngài nói một bài kệ để truyền pháp. Có tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh. Không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Dù mình nói trong bài kệ vậy thì quý vị Phật tử mà đọc qua không biết Ngài nói cái gì, đúng không? Sao mà có tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh. Không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Nhưng mà trong Phật Pháp thì nó lại có ý nghĩa. Nếu mà mình đọc sơ qua thì mình không biết là gì, không biết ngũ tổ muốn nói gì với lục tổ. Rồi bây giờ tôi hỏi lại nè, đố quý vị ngũ tổ muốn nói gì, dặn dò gì với lục tổ qua bài kệ này? Đơn giản ha, tôi đọc lại nè. Có tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh. Không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Vậy thì câu hỏi của tôi đặt ra là ngũ tổ Hoằng Nhẫn muốn nhắn nhủ, muốn truyền lại điều gì cho lục tổ Huệ Năng? Dặn dò điều gì qua bài kệ này? Rồi mời chú qua cho tràng pháo tay cổ vũ nè. Lục tổ á, thì có dặn như thế này. Con có tham khảo rất nhiều sách, nhưng mà nhiều cái sách nó viết khác nhau, nhưng mà cũng là một ý thôi. Nhưng mà hữu tình lại hạ chúng, hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàn sanh, vô tình duyệt vô chủng, vô tánh duyệt vô sanh. Có nghĩa là bây giờ lục ngũ tổ xin lỗi, là ngũ tổ muốn dặn dò với lục tổ là bây giờ là đệ tử muốn trao cái giảng pháp này cho ai, thì ngũ tổ phải coi người đó có tâm Phật, có tâm tánh hay không. Chứ còn nếu mà trao lại cho những người họ không có một cái ý tập tâm Phật thì cũng vô ích thôi. Là ý con hiểu. Rồi, cho Trạm pháo ta thật lớn nè. Rất đúng, rất là đúng. Quý thầy ha, có tham khảo là biết liền, đúng không? Rất là đúng. Có nghĩa ý nói rằng người có tình á, tức là cái người có tâm á, hữu tình là cái người có tình, phải không? Cái người có tâm đó có đủ niềm tin với Phật Pháp thì mình hãy nói Phật Pháp cho họ nghe. Đồng ý không? Có tình đến gieo giống, hữu tình lai hạ chủng, đúng không? Rồi, nhân đất quả lại sanh, nhân cái niềm tin đó đó, à, họ nhận, họ hiểu, họ thực hành thì họ có kết quả tốt. Đồng ý không? Nhân đất quả lại sanh, nếu mà mình nói Phật Pháp cho người mà không thích nghe Phật Pháp, không tin, không hiểu, thì không tánh, việc không sanh cũng không có lợi ích gì hết. Đúng không nè? Ý là ngũ tổ dặn dò lục tổ rằng muốn nói pháp thì phải nói cho những người có tâm tin hiểu Phật Pháp hãy nói, còn những người họ không tin mà mình nói họ khó chịu, họ bài bán, họ nói những lời không có hay thì cũng vô ích thôi à, không có lợi ích gì hết, có phải vậy không nè? À, rồi ngũ tổ nói thêm, xưa Đại sư Đạt Ma đến cõi này. Đến cõi này là cõi nào? Đạt Ma là ở đâu? Đến cõi này là cõi nào? À, đúng rồi. Tổ sư Đạt Ma ở Ấn Độ. Đến cõi này là đến Trung Quốc. Mọi người chưa tin. Tại vì người Ấn Độ, người Trung Quốc sao tin? Cho nên mới truyền y này để làm chỗ y cứ cho mọi người tin.
Còn pháp á, thì đời đời truyền thừa nhau, ắt lấy tâm truyền tâm, điều khiến tự ngộ tự hiểu. Có nghĩa là cái y á, là bên ngoài cái tướng á, tại vì mọi người á, chưa có tin, cho nên phải lấy cái đó làm vật tin. Chứ còn pháp á, thì lấy tâm truyền tâm, khiến tự ngộ tự hiểu thôi. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy chỉ truyền bản tâm. Y là đầu mối của sự tranh giành. Hãy dừng lại nơi ông, chớ truyền nữa. Nếu truyền y này thì mạng sống của ông như tơ mành. Ông hãy đi nhanh, e có người hại ông. Quý vị thấy ông thầy ông truyền pháp cho đệ tử rồi mà truyền truyền cái kiểu mà truyền âm thầm, truyền xong đuổi đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Sợ có người biết cái người hại ông đó. Đố quý vị tại sao có người biết mà lại hại Lục Tổ, lại hại Huệ Năng? Lẽ ra biết là phải tôn trọng, phải kính trọng, phải tán thán chứ sao biết mà lại hại. Đây, ngài nói rõ ràng nè, đi nhanh đi, đi nhanh đi. À, chứ nếu mà ông đừng có truyền y nữa, đừng có truyền gì nữa hết. Nếu ông truyền là mạng sống ông mong manh lắm. Hãy nhanh đi, e có người hại ông. Đó, lời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dặn Lục Tổ Huệ Năng như vậy. Sau khi truyền y bát xong, đó, biểu đi, đi nhanh. Thì câu hỏi của tôi để cho quý vị hiểu là tại sao truyền y bát xong thì phải công bố người này là tổ thứ sáu, chứ tại sao mà đuổi đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi, sợ có người hại. Rồi quý vị trả lời ra một và mời chú. Mô Phật, thưa thầy, vì ngài Huệ Năng sinh ra lĩnh Nam là nơi mà dân ở bên Trung Quốc thường gọi là dân mọi rợ, mang di mọi rợ. Với lại ngài Huệ Năng cũng không biết chữ, chưa từng học pháp một ngày nào, mà đệ tử của ngài Thần Tú thì hơn 700 vị, nên Ngũ Tổ sợ truyền y bát cho Lục Tổ thì đệ tử của ngài Thần Tú không phục thì sẽ hại ngài Huệ Năng, nên Ngũ Tổ mới kêu ngài Huệ Năng đi lánh nạn. Yeah. À, chúng ta cho tràng pháp ta thật lớn nè. Rất giỏi ha, đúng ha. Tại vì lúc đó thì đoạn trước tôi đã nói ra thân thế ngài Huệ Năng rồi. Phải không? Thành ra tuy là được truyền y bát nhưng mà phải đi lánh nạn đi, tại vì ở nơi cái vùng đất đó là của Thần Tú. Đệ tử của ngài Thần Tú rất là đông, mà ngài là một người giáo thọ sư học rất giỏi, mà ngài Huệ Năng chưa xuất gia nữa còn là cư sĩ mà lãnh y bát thì làm sao người ta phục được, phải không? Cho nên Ngũ Tổ biểu hãy đi đi, đi đi, đi lánh nạn đi, thời gian đi. Thì quý vị thấy qua cái hình ảnh của ngài Huệ Năng thì cư sĩ Phật tử chúng ta cũng có phần, đúng không? Nhiều khi mình ngộ trước quý thầy quý cô nữa là khác à. Mà phải cố, phải có cái nhân duyên sâu dày với Phật Pháp, đúng không? Và phải chuyên tâm, nghiên tầm kinh điển tu học. Rồi Huệ Năng thưa, khi mà biểu đi đó thì ngài Huệ Năng ngài mới thưa là giờ con đi đâu? Giờ con không biết đi đâu hết á. Từ xa tới đây con chỉ biết cái nhà bếp thôi, còn há chùa đó còn chưa biết nữa mà. Giờ ngài biểu con đi, mà giờ con đi đâu? Phải không? Thì Tổ bảo gặp ấp hoài thì dừng, gặp ấp hội thì ẩn đi. Có nghĩa là chỗ nào mà ấp hoài á, thì dừng lại thôi. Còn gặp mà đến ấp hội á, thì phải lánh nạn, phải ở ẩn, không được trường mặt ra. Huệ Năng canh ba nhận lãnh y bát rồi thưa: con vốn là người lãnh Nam, đã lâu không rõ đường đi của núi này, làm sao con ra được bến sông? Thì Ngũ Tổ bảo ta sẽ đưa ông đi. Nghĩa truyền pháp cho đệ tử xong, đưa đệ tử đi luôn, trong đêm luôn, thầy trò. Ha. Huệ Năng
đến trạm Cửu Giang, có bên trạm có chiếc thuyền, Ngũ Tổ cầm chèo tự chèo. Thì Huệ Năng thưa: thỉnh hòa thượng ngồi, đệ tử nên chèo. Ngũ Tổ bảo: để ta đưa ông đi. Thì Huệ Năng thưa: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi tự độ. Cái tên độ tuy là một nhưng mà chỗ dụng không có đồng. À, thì chúng ta thấy ở trên chánh điện của chúng ta có cái hình, quý vị nào lát tụng kinh để ý ha. Người chèo thuyền, một người ngồi trên thuyền và một người chèo. Thì đố quý vị ai chèo ai ngồi? Ở trên chánh điện nè, có không? À, là ai ngồi ai chèo? Bảy. Lúc đầu á, là Ngũ Tổ chèo đưa ngài đi, nhưng mà ngài nói không, giờ con thỉnh thầy ngồi để con chèo. Thì cái chữ độ, chữ độ chữ Hán á, có nghĩa là đưa đi hoặc là độ cho. Thì chữ độ này nó có hai nghĩa vậy. Thì ngài Huệ Năng ngài mới nói á, khi con mê á thì thầy độ con, mà khi con ngộ rồi thì con tự độ, không cần thầy nữa. Đồng ý không? Đó, y là ý như vậy đó. Quý vị thấy bản thể, bản tâm, bản tính, quý vị phân tích được ba chữ bản này. Tôi nghe thử nè, bản thể là thế nào, bản tâm là thế nào, bản tính là như thế nào? Nếu mình học được những cái Phật danh từ Phật pháp này thì mình sẽ vô kinh nó dễ hơn. Ba cái bản này nó là ba hay là một? Là ba hay là một? Là ba nhưng chỉ là một, đúng không? Bản thể, bản tâm, bản tánh, danh từ tên gọi là ba nhưng chỉ là một. Nó chỉ cho cái tâm chân như, cái tâm thanh tịnh xưa nay sẵn có của chính mình. Đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đó nó đó, phải không? Nhớ nha. Rồi đối với vị á, chữ tâm, bây giờ mình định nghĩa chữ tâm. Tâm là gì? Mình sẽ nói tâm là cái sự suy nghĩ của tôi, đúng không? Tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế khác, tôi dùng tâm để suy nghĩ. Bây giờ tâm là gì? Đây là mình vô thuật ngữ của của Thiền Tông. Tâm là gì? Phải là cái sự suy nghĩ của tôi không? Không chứ, nó là cái gì? Thường tâm người ta cũng định nghĩa là trái tim, phải không? Tâm điểm là trung gian, là chính giữa. Rồi tâm của con người là gì? Là mời cô Thu Ngọc. Bà thầy, chữ tâm ở đây á, nó không có hình tướng nhưng mà lại là bao trùm. Tại vì ta không chỉ được, tại vì nó chỉ là cái gì không hình tướng cho nên nó rất bao trùm không được. Phải chỉ có tướng thì mới biết nó có cái hình thể, cái đó người ta mới chỉ. Thì ở tâm ở đây là nếu nói là cái suy nghĩ thì không phải, cái đó chỉ là cái vọng mà thôi. Cái đó gọi là vọng tâm hay là vọng tưởng, thì cái đó nó có thay đổi. Nếu mình nghĩ rằng á, là cái tâm tôi nghĩ như vậy thì cái tâm nghĩ ra phải nằm chính. Còn nếu mà tâm nghĩ vậy là cái tâm mà vọng là nó sai hết. Thành ra cái tâm là không hình tướng nhưng mà nó bao trùm cả hư không thế giới. Thầy là vậy. Rồi chúng ta cho trà pháo tay nè. Bây giờ tôi định nghĩa lại cho quý vị nghe nha. Tâm không phải là trái tim bằng thịt của mình, mà cái tâm này nó có cảm giác, nó có tri giác, nó hình thành nên vạn vật, nên gọi là bản thể, nên gọi là chân tâm. Muốn đạt đến chân tâm thì ta phải bỏ đi vọng tâm. Nho giáo á, gọi tâm này là bản tâm. Đạo giáo gọi tâm này là đạo tâm. Như vậy Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo đều có tên gọi khác nhau.
Nhưng cốt yếu là chỉ cho cái tâm thanh tịnh mà thôi. Đúng không? Cái tâm này nó không có thể nào mà, nó đâu có hình tướng đâu mà mình chỉ. Khi mà nó vọng thì mình nói là tâm vọng. Khi mà nó hết vọng thì nó trở về về chân, vậy thôi. Chứ mình không thể nào mình chỉ ra được. Mà nho giáo thì gọi là bản tâm, đạo giáo thì gọi là đạo tâm, còn Phật giáo thì gọi là chân tâm. Nhớ chưa? Ha. Rồi Ngài Huệ Năng, Ngài mới nói tiếp cái câu mà khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì tự độ. Tuy cái tên độ là một nhưng chỗ dụng chẳng đồng. Chỗ dụng chẳng đồng là nghĩa là sao? Đó, mình đây là tôi dạy rất là kỹ đó nha, từng câu từng câu, từng chữ luôn đó. Chỗ dụng chẳng đồng, tuy nó là một tên đó, tên độ đó, nhưng mà chỗ dụng nó khác nhau. Có nghĩa là sao? Nếu mình nói về sự tu hành thì ý nghĩa như thế nào? Đó, phải dụ, quý vị phải giật dụng cái tâm của mình. Giờ cái này là dùng vọng tâm để qua chân tâm nè. Những cái suy nghĩ này đều là vọng tâm hết. Cái người mà sống với chân tâm, nói xong cái ta bật liền, ta nói liền. Còn mình phải qua suy nghĩ, tức là vọng tâm. Tuy nhiên mình dùng cái phương tiện đó để mình đến chân tâm. Tiếp theo. Rồi, rồi mời cô. Bạch thầy, khi mà đến Cửu Giang rồi thì thầy á mới là dành đi, gọi là chèo đi, là đưa đi đó, chỉ độ, độ là giúp, đưa đi, dạ, độ đây là giúp, giúp, dạ. Con nói như vậy là dễ phân biệt với cái chỗ độ sao? Khi mà mê có nghĩa là chưa biết gì hết thì thầy độ con, nghĩa là giúp và dạy con. Còn bây giờ con đã ngộ rồi thì con phải tự con, chứ không thể mà nhận ở bên ngoài nữa. Thì có thế thì cái tâm con mới mở được, chứ lúc nào cũng mà nhờ không thì là đó đuối rồi, không được. Dạ đúng rồi, chờ Trang pháo tay nè. Ở đây á, ý tôi muốn nói á, là tự lợi lợi tha. Có nghĩa là khi nào mà mình yếu đó thì mình nhờ tha lực bên ngoài để giúp mình. Mà khi mình vững được rồi, mình mạnh rồi thì mình phải mạnh dạn bỏ tha lực đi, tự mình phải đứng vững và tu tập. Có hiểu không? Có nghĩa là quý vị còn là đệ tử của tôi thì quý vị còn nương tôi, thì tôi nghĩa là quý vị còn nhờ cái tha lực của tôi. Ví dụ quý vị có những lỗi lầm gì, quý vị phạm những cái gì đó thì tôi sẽ nhắc nhở. Đó là mê. Nhưng mà ngộ rồi thì phải một mình tự đứng vững, không cái gì nhất nhất phải nhờ thầy. Đúng không? Thầy chỉ là tha lực bên ngoài thôi. Còn cái chính, cái tu hành, cái đắc đạo, cái được đạo là tự nơi quý vị, chứ không phải là tự nơi tôi. Cũng giống như mình cứ nguyện, mình nguyện là con sẽ được như thế này, con được như thế kia, nguyện chư Phật gia hộ cho con này kia nọ, bình an, lợi lạc hay gì đó, thì đó là tha lực thôi. Chứ khi mà mình ngộ rồi thì mình còn cần nguyện nữa không? Nếu mình tự ngộ rồi mình có cần nguyện nữa không? Mình có cần nguyện Phật gia hộ cho mình bình an không? Khi ngộ rồi là mình đã tự bình an rồi, có cần gì mà phải nhờ gia hộ cho mình bình an nữa? Mà cần gia hộ cho mình bình an tức là mình chưa ngộ, phải không? Cho nên khi mê á thì thầy độ, khi con ngộ rồi thì con tự độ. Chữ độ á, một tên là một nhưng mà cái chỗ dùng không có đồng nhau. Huệ Năng ở vùng biên địa xa xôi, giọng nói chẳng chính, tức là không có
không có đồng với chúng ta đó. Ví dụ như người ở thành phố thì nói khác, còn người ở quê thì nói khác. Thì chúng ta thấy như ở đây, ở thành phố nè ha, ở Huế nè, ở Hà Nội nè, ba miền nói ba giọng khác nhau, đúng không nè? Ở miền Nam thì nói giọng khác, ở miền Trung thì nói giọng khác, ở miền Bắc thì nói giọng khác. Nhưng mà cái giọng Bắc ở Hà Nội rất hay nha, mà cái giọng Bắc của người biên địa lại không hay. Giống vậy đó, miền Trung á, giọng nói của người Huế rất hay, nhưng mà giọng nói của người Quảng Nam không hay. Ở đây có ai Quảng Nam không ha? Xin lỗi trước nha. Nghĩa là không hay thôi, chứ không phải là nói dở. Đó. Thì ở Việt Nam cũng vậy, ở miền Nam cũng vậy. Những cái người ở thành phố thì nói rất chuẩn, nhưng mà người miền Tây thì nói cà đá cà đớt, đúng không? Cũng không hay. Thì Ngài Huệ Năng, Ngài nói Ngài ở vùng biên địa, tức là ở xa, ở cái dân tộc ít người đó, giọng nói nó không có đồng nhau. Nhưng mà được Thầy trao Pháp, nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh, tự độ. Cái câu này là nhấn mạnh cái câu trước đó ha, là con không ỷ lại đâu. Tự tánh tự độ, con đã ngộ rồi, con từ đây về sau con tự con sẽ cố gắng không ủy lại. Rồi tổ bảo đúng thế, đúng thế. Rồi quý vị hiểu gì? Đúng thế, đúng thế có nghĩa là chư ni mình sao? Tự tánh tự độ. Nhưng mà phải mê thì phải cần à, cần đại chúng, cần thầy bạn để giúp mình. Mà khi ngộ rồi thì tự tánh tự độ. Rồi tổ bảo về sau Phật Pháp do ngươi mà được truyền bá rộng rãi, ngươi đi 3 năm thì ta sẽ qua đời. Tức là ngũ tổ nói là lục tổ chỉ cần đi 3 năm sau thì Ngài viên tịch. Ngươi hãy đi nhanh về phương Nam, chẳng nên nói Pháp sớm, Phật Pháp e có nạn khởi. Huệ Năng từ giả tổ cất bước đi về phương Nam, khoảng 2 tháng thì đến núi Đại Vũ. Cái núi Đại Vũ này chúng tôi cũng có đi đến rồi. Nó có, là một cái ngọn núi rất là lớn, mà nó chia ra 5 cái ngọn núi nhỏ vậy nè. Nó là một trong 5 ngọn núi gọi là Ngũ Lãnh á. Rồi núi Đại Vũ là một ở trong 5 cái ngọn núi lớn đó đó. Ngọn núi lớn đó là Ngũ Lãnh. Thì tổ báo tin là nếu mà Huệ Năng đi 3 năm thì tổ tịch. Vậy là việc truyền Pháp của Ngài đã xong. Thì bổn phận của ông thầy là vậy đó. Nếu mà chưa tìm được một người để truyền Pháp thì coi như bổn phận của ông thầy chưa xong. Cũng giống như chúng ta học Thiền sư Trung Hoa. Tới ai quý vị nhớ không? Hoa Định Thiền tử. Nhớ cái ngày Hoa Định Thiền tử không? Đâu nói lại nghe coi Hải Thuận. Những người học Thiền sư Trung Hoa rồi sẽ biết. Dạ mô Phật, thưa Thầy, con nhớ sơ sơ là vị Thiền sư đó tuổi đã lớn rồi thì muốn tìm một người kế thừa, cho nên Ngài đến một bến đò, Ngài làm cái nghề đưa đò, đưa khách qua sông á, thì giống như là tìm được một người đệ tử thì Ngài lật úp đò rồi xong việc á. Thế này vậy được rồi, nói đại khái gì cũng được, tại vì quý vị chưa có học, thành ra nói đại khái thôi. Có nghĩa là Ngài Hoa Đình Thiền tử đó, Ngài không có đệ tử rồi mà Ngài viên tịch mà chưa có truyền Pháp được cho một người đệ tử nào hết thì chưa có tròn bổn phận. Cho nên Ngài đi xuống bến sông, Ngài làm cái nghề lấy đò, chèo đò đi qua lại để tiếp tăng độ chúng. Cuối cùng gặp được một vị, đúng không? Thì khi mà nói chuyện thì tâm ngộ, thì Phật tổ tổ đều thông suốt. Cho nên Ngài nghĩ rằng người này xứng đáng là Ngài truyền Pháp, và Ngài truyền luôn rồi. Truyền xong là Ngài là úp thuyền viên tịch luôn. Thì cái người đó là sẽ cái người nối tiếp. Cũng vậy đó,
thì chúng ta thấy trong hàng đệ tử cũng vậy. Nếu mà trong đây mà không có một người nào mà tu ngộ được, mà lãnh được cái giới pháp của thầy tổ để tương truyền, thì ông thầy ông chưa có tròn bổn phận. Quý vị hiểu ý tôi nói không nè? Hiểu không? Hiểu ý tôi muốn nói gì? Thì thôi tự hiểu ha. Phải ráng tu, phải ngộ đạo, phải đứng ra gồng gánh Phật sự, để khi thầy nằm xuống sẽ có người nối tiếp. Thấy không? Thiệu Long Thánh Chủng nối tiếp dòng Phật, đúng không? Rồi đưa lục tổ đi qua sông rồi, thì ngài đi về phía nam rồi, thì ngũ tổ mới trở về. Mấy ngày chẳng thượng đường, có nghĩa là mấy ngày vậy đó, ở trong phòng đóng kín cửa, không đi ra, không có đi ra ăn cơm, không có đi ra nói pháp, không có đi ra gì hết, có nghĩa là mấy ngày không thượng đường. Thì chúng mới nghi nên đến thăm hỏi. Thì lúc đó hỏi hòa thượng có bệnh hoạn gì không, sao mà không ra tiếp khách, không ra ăn cơm, không ra nói pháp. Thì tổ bảo ta không có bệnh gì hết á, chỉ là y pháp đã về phương nam rồi, tức là báo cho biết rằng đã truyền pháp xong rồi. Thì chúng mới hỏi ai là người được, thì tổ bảo năng thì được đó. Chữ này nó có hai ý nghĩa ha. Ý nghĩa thứ nhất là huệ năng đã lãnh y bát đi rồi. Nghĩa thứ hai, người nào có khả năng thì người đó xứng đáng được truyền thừa. Đơn giản vậy thôi. Mà khi biết chuyện thì mấy trăm người đuổi theo huệ năng. Thì quý vị thấy cái câu trước lục tổ đã dặn rồi, chạy mau, e có người hại ông, đúng không? Mà khi mà chúng biết chuyện rồi á, thì mấy trăm người đuổi theo huệ năng muốn đoạt lại y bát. Cái nhóm của đệ tử của ngài Thần Tú đó ha, không có chịu huệ năng làm người tổ thứ sáu, mà họ muốn tôn ngài Thần Tú lên làm tổ thứ sáu, chứ ngài không có muốn, họ không muốn huệ năng, cho nên họ chạy theo, họ rượt đuổi để lấy lại y bát. Thì có một vị tăng tên là Trần Huệ Minh, ông này là tướng quân tứ phẩm, có nghĩa là trước khi ông đi tu ông đã là tướng quân rồi. Tánh hạnh thô tháo, quyết lòng đuổi tìm, nên chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Thì trong mấy trăm người này chạy đuổi theo á, chỉ có ông Huệ Minh là ổng chạy nhanh, ổng đuổi kịp. Khi mà đuổi kịp rồi thì Huệ Năng thấy đã tới nơi rồi, thì ngài mới lấy cái y bát á, ngài để trên cái tảng đá, rồi ngài mới lẫn vô trong cái đám bụi cỏ, bụi rậm ở sau đó đó, ngài trốn. Phải không? Thì ngài mới nói á, y này là vật để làm tinh, có thể dùng sức mạnh mà tranh được sao? Cho nên ngài nói vậy, ngài bỏ, ngài trốn ở trong đám cỏ rậm sâu ở trong á. Thì lúc đó ngài Huệ Minh, ngài tới, việc đầu tiên của ngài đến, ngài thấy y bát thì ngài làm gì? Chạy tới để nhấc lên, để lấy, đoạt mà, đoạt y bát mà. Nhưng mà nhấc lên được không? Tại sao không? có cái gì mê tín trong này không? Chạy tới rồi, cầm y bát nhấc lên. Nhưng mà rồi không, nhấc lên không được. Nặng, mà cái y với cái bát quý vị nghĩ nó nặng nề cỡ bao nhiêu mà nhấc lên không được, mà trong khi ổng là tướng quân tứ phẩm luôn, sức mạnh rất là mạnh, nhấc lên nhấc hoài nhấc không được. Thì từ cái ý mà muốn tranh đoạt y bát đó, ngài mới chuyển sang cái ý gì? Cầu pháp. Giờ nhắm là tranh lấy không được rồi, cho nên á, khi mà Huệ Năng nói y này là vật để làm tinh, có thể dùng sức mạnh để tranh đoạt được sao, thì ngài mới trốn vào bụi cỏ rậm. Huệ Minh chạy đến nhấc y bát lên mà chẳng nhúc nhích, mới gọi to lên: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến,
không phải vì y bác mà đến. Cái tâm niệm ban đầu là gì? Chạy đuổi theo để đoạt y bác. Nhưng mà khi mà đoạt không được rồi thì mới nói rằng là sao? Tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì y bác mà đến. Thì ông nói tha thiết quá. Lúc đó Huệ Năng mới từ bụi cỏ rậm đó, bước ra ngồi trên tảng đá. Thì lúc này cái tâm của Ngài Huệ Minh đã chuyển rồi. Thật sự lúc này là Ngài chuyển rồi. Ngài thấy năng lực của y bác rồi, không thể nào tranh đoạt được. Cho nên Ngài mới đảnh lễ, làm lễ, rồi nói mong hành giả vì tôi nói pháp. Thì chỗ này nó có một cái chỗ hay, là quý vị thấy ông Huệ Minh á, ông cũng đã là tu sĩ rồi, cũng là tăng sĩ rồi. Còn Ngài Huệ Năng lúc đó là gì? Cư sĩ, phải không? Đó. Giống như chú Binh, chú Bộ Pháp nhà mình đó ha, còn cư sĩ đó. Rồi bây giờ á, bây giờ thôi đừng nói ai đi, giờ cô Lỹ lại đảnh lễ chú Bộ Pháp, dám không? Mà chú Bộ Pháp cũng không dám để cho cô Lỹ đảnh lễ nữa, đúng không? Mình nói thí dụ thôi, những cái hình ảnh. Nhưng mà cái người đó, đó đã ngộ đạo rồi. Con người này tuy là tu sĩ nhưng mà chưa ngộ đạo, cho nên đảnh lễ và nói hành giả vì tôi nói pháp, đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ hay đó chứ, phải không? Cho thấy rằng là Huệ Minh rất là chân thành cầu pháp, vì pháp mà đến. Thì Huệ Năng mới bảo ông đã vì pháp mà đến, thì ông muốn tôi nói pháp đó, thì bây giờ ông hãy dứt bặt các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ nói pháp cho ông nghe. Dứt bặt các duyên, không sanh một niệm, thì tôi sẽ nói pháp cho ông nghe. Cũng giống như quý vị đang nghe pháp mà quý vị cứ không có dứt bặt các duyên, cứ nhớ ở nhà, rồi cứ nhớ ở chợ, cứ nhớ ở trường, nhớ tùm lum hết, thì quý vị nghe pháp nó sẽ tán loạn. Bây giờ hãy dứt bặt hết các duyên, không nghĩ nhớ gì hết, chỉ chú tâm nghe pháp thôi, thì tôi sẽ vì ông nói pháp. Thì lúc đó thì Ngài Huệ Minh sao? Im lặng, nghe nói vậy rồi thì im lặng một khoảng một thời gian, chừng 51 phút, 10 phút vậy đó. Nghĩa là để dứt bặt các duyên hết, không nghĩ gì nữa hết. Lúc đó Huệ Năng mới bảo, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục là gì? Là gì? Là chân tâm, là Phật tánh. Giờ không nghĩ thiện, cũng không nghĩ ác, không nghĩ, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Rồi quý vị lý giải câu này đi, tôi thấy quý vị muốn buồn ngủ rồi đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ý muốn nói gì? Mời. Rồi quý vị lắng nghe coi người ta trả lời có đúng không nha. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Ở Phật pháp là pháp không hai, cho nên nếu mà mình khởi cái tâm nghĩ ra thì không phải là Phật pháp. Đây. À, cũng được. Rồi ai có ý khác không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Tôi hỏi là cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Trả lời cái gì? Dạ. À, bản lai diện mục của mình là vốn là tính thanh tịnh. Nếu mình khởi cái niệm lên thì rồi, thì nó rồi. Không phải là cái bản tính thanh tịnh của mình. Dạ. Rồi cảm ơn cô, cũng đúng nhưng mà cũng chưa chính xác lắm. Rồi trả lời cách khác. Rồi ai có câu trả lời khác?
nhớ câu hỏi nha, trả lời ngay câu hỏi luôn. Mô Phật, thưa Thầy, bởi vì nếu mà còn nghĩ thiện, còn nghĩ ác thì vẫn còn kẹt. Nên không nghĩ thiện, không nghĩ ác, trở lại cái tâm thanh tịnh của mình á, thì lúc đó mình mới nghe được cái pháp. Rồi thôi cũng được. Rồi thêm một cách trả lời nữa đi. Cái nào trả lời cũng đúng hết, nhưng mà chưa vào trọng tâm. Còn ai nữa? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đây là một bài pháp này nha. Bài pháp này hay lắm mà giảng sư, các giảng sư khi mà nói về Huệ Năng đều dẫn câu này hết. Dạ mô Phật, con kính bạch Thầy. Nếu mà mình khởi lên cái tâm mà nghĩ thiện, nghĩ ác ấy là mình phân biệt. Còn nếu mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác là không phân biệt. À, được rồi. Rồi thôi được rồi, bây giờ tôi nói nè. Khi còn khởi tâm nghĩ thiện, nghĩ ác, đó là vọng tâm. Đồng ý không? Mà vọng tâm không còn thì là gì? Là bản lai diện mục của ông, là chân tâm hiện tiền. Đúng không nè? Vọng hết thì chân tâm hiện tiền. Đó chính là ông đó. Đó là bản lai diện mục của ông đó. Trả lời vậy thôi, vọng hết thì chân tâm hiện tiền. Đơn giản. Dễ không? Phải vậy không? Khi mà còn khởi lên niệm thiện, khởi lên niệm ác thì có, đó là vọng tâm. Mà khi dứt bặt vọng tâm thì chân tâm hiện tiền. Đó là bản lai diện mục của ông, chứ gì đâu. Phải vậy không nè? À, rồi. Chính khi đó Huệ Minh ngay câu nói đó liền đại ngộ. Giờ chúng ta ngộ chưa? Khi ngày Huệ Minh ngày nghe cái câu nói đó là ngày đại ngộ liền. Ngài biết được cái bản tâm thanh tịnh của ngài liền. Mình cũng biết rồi chứ, phải không? Mà điều mình chưa thực hành được thôi. Chứ ai cũng biết mà, phải không? Chứng tỏ là quý vị đang trả lời, là quý vị đã biết hết rồi. Nhưng mà sống được với bản tâm thanh tịnh này thì chưa. Đồng ý không? Huệ Minh liền hỏi thêm, ngoài lời mật, ý mật, từ trước đến đây còn ý mật nào nữa không? Ý mật là gì? Lời mật là gì? Chữ mật này có nghĩa là gì? Kính, nghĩa là giấu kính. Ngoài cái ý, cái lời, cái ý đó đã giấu kín đó, rồi con còn một cái ý nào khác nữa không? Thì Huệ Năng bảo đã nói với ông, tức là chẳng phải mật, nên là tôi đâu có giấu kín, đâu có giấu ông cái gì đâu, tôi nói với ông rồi. Nếu ông xoay ngược trở lại thì mật ở bên ông. Có nghĩa là sao? Nếu mà ông xoay trở lại chính mình đó thì ngay nơi đó ông nhận được liền bản tâm thanh tịnh của ông thôi. Chứ ông còn hướng ra ngoài, ông hỏi lời mật, ý mật để làm gì? Có phải không? Huệ Minh nói, Huệ Minh tuy ở Hoàng Mai mà thật chưa ngộ mặt mày xưa nay của chính mình, tức là bản lai diện mục đó. Nay được chỉ dạy như người uống nước nóng lạnh tự biết. Giờ đây hành giả chính là thầy của Huệ Minh. Câu này cũng rất là hay. Quý vị thấy hay ở chỗ nào? Đố quý vị hay ở chỗ nào? Đó, ngài nói á, là ở trong hội chúng ở Hoàng Mai đó, cả ngàn hội chúng vậy đó, mà ngài không có ngộ được, không có học đạo với tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, là một vị lừng danh đó, mà không ngộ. Mà tới đây đó, chỉ cần một câu nói thôi là ngài đại ngộ. Mà cái người mà giúp cho ngài ngộ đó thì người đó chính là thầy, đúng không? Thì cho nên ông nói là từ đây á, là ngài hành giả chính là thầy của Huệ Minh. Thì ở chỗ này quý vị thấy phân tích hay ở chỗ nào?
hay chỗ nào? Mình thấy không thấy gì hay hết hả? Có hay chứ. Suy nghĩ ha, suy nghĩ tức chẳng trúng. Rồi. À, thầy, cái này là đúng vào cái căn cơ của Huệ Minh rồi. Tại vì nói là đúng vào cái tâm đó, hồi nãy tới bây giờ đó, từ cái mê, cái ngộ, cái mê, cái ngộ, thì Huệ Năng đã đi vô từng bước rồi. Bây giờ Huệ Năng chỉ cần nói một câu nữa rồi thì là vô ngay cái tâm liền, thì cái chân tâm nó nổi lên liền. Thì đúng là chỉ trở về cái chân tâm mình thôi, chứ còn nói đi vòng 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 hoài thì không bao giờ ngộ được hết. Vậy. Rồi, được rồi, đúng rồi. Cho Tràng pháo tay nè. Thực ra đó là Ngài Huệ Minh đó, Ngài đã học Pháp rất là nhiều rồi. Ở Hoàng Mai học với Thần Tú rất là nhiều. Đó là những cái mà nó đã sẵn sàng rồi nhưng mà chưa ngộ được. Tại vì chưa vào đúng cái trọng tâm của Ngài. Đúng không? Rồi cái một câu này chỉ khơi lại thôi. Là Ngài sực nhớ ra Ngài ngộ. Chứ không phải là tự nhiên mà ngộ. Phải không? Nhưng mà cái người mà khai mở cho Ngài đó, thì Ngài nói là đó là thầy của Ngài. Giờ đây hành giả chính là thầy của Huệ Minh. Cái hay là nãy giờ mình nói đó, một ông thượng tọa mà nhận một ông cư sĩ làm thầy. Quý vị thấy có hay không? Có nghĩa là tinh thần cầu pháp của người ta rất là mạnh. Cái tinh thần trọng pháp của người ta rất là mạnh. Còn mình không dám làm vậy. Tại vì mình còn kẹt ở tướng. Đúng không? Tướng của tôi là thượng tọa, tướng của tôi là ni trưởng, ni sư, mà sao tôi đi lại đi cầu một cái thằng cư sĩ làm thầy. Mình kẹt cái tướng mình. Đúng không? Còn ở này cái Ngài không có kẹt tướng. Ngài biết cái người này đã ngộ đạo rồi, đã được ngũ tổ truyền y bát rồi. Cho nên Ngài nhờ cái người này mà Ngài ngộ, Ngài nhận người đó làm thầy liền. Nhưng mà quý vị thấy Huệ Năng khéo một cái nữa, là Huệ Năng bảo nếu ông như thế thì tôi cùng ông đồng thầy, thờ Hoàng Mai làm thầy. Hãy khéo tự giữ gìn. Có nghĩa là khéo làm sao? Nếu ông như thế, tôi như thế, thì ông và tôi cùng một thầy, đó là ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Chứ không dám nhận làm đệ tử, đúng không? Mình còn thầy, thầy mình chưa viên tịch. Ở đây đại chúng phải nhớ một cái điều nha. Khi thầy mình chưa viên tịch, mình không được quyền nhận ai làm đệ tử hết. Mà khi thầy viên tịch rồi thì mình được quyền nhận. Đúng không? Ở đây nói rõ ràng ha. Nếu ông như thế thì tôi cùng ông đồng thầy, cùng thờ tổ Hoàng Mai làm thầy. Hãy khéo tự giữ gìn. Huệ Minh hỏi thêm, từ nay về sau Huệ Minh sẽ đi đâu? Thì Huệ Năng bảo gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Huệ Minh kính lễ rồi từ giả. Có nghĩa là truyền pháp xong rồi đó, ngộ được một người ngộ đạo nữa rồi đó. Thì ở đây mình mới nghĩ lại ha, bổn phận của mình là không phải mình tu cho mình không, mà mình tu tập mình hiểu đạo rồi mình cũng phải giúp cho mọi người xung quanh mình hiểu đạo như mình mới tròn bổn phận. Chứ không phải mình tu một mình có một cái bản thân mình không, còn nhiều khi còn buồn lên buồn xuống là mình không có đúng đâu, đúng không? Cho nên mình tu tập mình được lợi ích cho bản thân và mình sẽ làm lợi ích cho mọi người xung quanh mình luôn đó. Khi đó thì Huệ Minh kính lễ rồi từ giả đó, xong rồi đó, rồi đi trở xuống núi. Ông mới đi ngược trở lại xuống núi. Xuống núi thì ông gặp những người đang đuổi theo, còn ở dưới núi thì ông mới bảo là tôi đã lên trên đó rồi, không thấy dấu vết nào, thôi hãy đi tìm lối khác đi. Mọi người đều cho là phải. Về sau Huệ Minh đổi tên thành Đạo Minh để tránh tên của thầy. Tại vì thầy là Huệ Năng, không thể nào Huệ Minh. Nhưng mà Ngài Huệ Năng, Ngài nói rồi, Ngài nói thôi tôi với ông cùng thầy là đệ tử của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Nhưng mà ông vẫn tôn trọng, ông đổi tên
ổng là Huệ Minh đó, nhưng mà ổng đổi tên là Đạo Minh để tránh trùng cái tên chữ của thầy. Cũng giống như quý vị bây giờ Hải Diệu, Hải Trung, Hải Chi, Hải Bối đổi là Hạnh, Hạnh, Hạnh Diệu, Hạnh Bạc, Hạnh Trung, Hạnh, được không? Dám không? Tại vì sợ trùng tên của thầy là vậy đó ha. Sau đó Huệ Năng đến Tào Khê, lại bị người ác đuổi tìm, bèn tránh nạn ở tứ hội lẫn trong đám người thợ săn cả thảy 15 năm. Lúc đó Tùy Nghi thuyết pháp cho thợ săn nghe. Thợ săn thường sai Huệ Năng giữ lưới, mỗi khi gặp vật mắc lưới trọn đều thả hết. Đến giờ cơm thì lấy rau gởi luộc trong nồi thịt. Có ai hỏi thì đáp: tôi chỉ ăn rau bên thịt. Ăn rau mà luộc trong nồi thịt ngon ha. Luộc ở trong cái nồi nước lạnh thì đâu ngon bằng luộc trong nồi thịt, đúng không? Nhưng mà lúc đó là ngài còn là cư sĩ, mà ngài đang lánh nạn nữa trong đám người thợ săn đó. Mà nếu mà ngài nói là ngài ăn rau không thì người ta nghi, phải không? Người ta nghi ngờ, ủa sao mà cái ông này ông ăn chay? Trong khi thợ săn là quý vị biết là săn thú mà, thì có con thú nào thì làm thịt con thú đó để ăn. Cho nên ngài đi tìm rau rừng á, ngài gửi, ngài luộc ở trong cái nồi thịt đó, rồi ăn cơm với rau vậy thôi, không ăn thịt. Thành ra để tránh cái sự nghi ngờ của mọi người đó. Mà trong lúc mà 15 năm lánh nạn như vậy á, thì cũng có những cái con thú mà nó mắc lưới đó, người ta thay ngài giữ đầu lưới, thì con thú nào mắc lưới thì ngài thả hết. Thì quý vị thấy như vậy thì thợ săn nó biết được thì nó làm sao? Mục đích của nó là bắt thú để ăn, để bán, có tiền. Mà gặp ngài, ngài giữ đầu lưới thì gặp con nào mắc nạn ngài thả hết, ngài thả hết, ngài thả hết. Vậy mà ở ẩn 15 năm ở trong cái đám người thợ săn vậy không ai biết. Ở 15 năm như vậy thì một hôm ngài mới suy nghĩ. Ngài nói là ở đây lâu rồi, không lẽ là ở hoài. Cho nên ngài nói chắc đã đến thời hoằng pháp rồi, không thể ở mãi được như vậy. Cho nên ngài mới đi ra. Hết hạn 15 năm rồi, ngài đi ra. Ngài đi ra, ngài đến Quảng Châu, tới chùa Pháp Tánh, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang thuyết pháp giảng kinh Niết Bàn. Lúc đó gió thổi phướng động, một vị tăng bảo gió động, một vị tăng khác bảo phướng động. Thì quý vị tưởng tượng ha, cái phướng là cái gì? Cái lá cờ, mà cái lá cờ dài nó treo rủ xuống, giả tỉ như có cái cột vậy nè, cái lá cờ nó treo rủ xuống, nó treo rủ xuống vậy nè, đúng không? Đó là phướng á. Khi mà gió thổi thì cái lá cờ đó nó lay động, lay động. Thì có hai ông tăng, một ông thì nói là phướng động, một ông thì nói gió động. Đố quý vị ông nào nói đúng? Giờ đố quý vị ông nào nói đúng? Đó, cái cờ dài vậy nè, rồi gió nó làm lay động, lay động, lay động cái cờ vậy đó. Thì có hai ông tăng, ông đứng, ông nói ồ gió động. Ông nói không, phướng động. Cái phước, cái cờ nó lay động rõ ràng đây. Còn ông thì nó không, không có gió thì sao mà cái cờ nó lay động. Ông nói gió động, ông nói phướng động. Đố gì ông nào nói đúng? Ai nói đúng? Ngài Huệ Năng nói đúng là sao? Hai ông tăng mà. À, hai vị nói đều sai hết. Tại sao sai? Rồi mời, mình phải đi thứ tự chứ, phải không? Tại sao mà sai? Gió động cũng đúng, phướng động cũng đúng, hiện tại như vậy mà. Thưa thầy,
Thưa thầy, sai là vì gió động là chuyện của gió, phướng động là chuyện của phướng. Do mình hướng tâm ra bên ngoài nên mình mới thấy đúng sai. À, dạ. Rồi đúng rồi, thôi ngồi xuống đi. À, tại vì ở đây là quý vị đã đọc trước rồi, thành ra quý vị biết rồi phải không? Có nghĩa là hai người cứ tranh cãi, người nói là gió động, người nói là phướng động, mà thật sự gió thổi động thiệt, thật sự cái lá cờ nó lay động thiệt. Nhưng mà lúc đó Ngài Huệ Năng, Ngài mới nói là không phải phướng động, không phải gió động, mà là tâm hai ông động. Đúng không? Có phải vậy không? Nếu không có tâm thì lấy cái gì biết gió động? Không có tâm lấy gì biết phướng động? Không phải gió động, không phải phướng động, mà do tâm của các ông động. À, khi nghe nói cái câu nói đó đó thì mọi người kinh hãi, giật mình, nói chắc không có, không, cái người mà thường tình chắc không nói được câu này. Khi mà lúc đó mọi người xúm lại nghe thì giật mình, kinh hãi ha. Thì Ngài Ấn Tông, Ngài mới nghe lao sao ở ngoài đó, Ngài mới ra, Ngài mới mời Huệ Năng vào chùa. Lúc đó cũng còn cái hình thức cư sĩ nha, tóc râu đồ, quần áo đồ là cư sĩ hết, chỉ có y bát là Ngài giấu trong thôi. Thì lúc đó Ngài Ấn Tông á, Ngài mới gạn hỏi nghĩa lý ở trong kinh, tại vì Ngài đang giảng kinh Niết Bàn, cho nên Ngài gạn hỏi nghĩa lý ở trong kinh Niết Bàn. Thì Ngài Huệ Năng á, Ngài chưa từng học, nhưng mà hỏi tới đâu Ngài trả lời tới đó, hỏi tới đâu trả lời tới đó, hay vậy đó, không có sai một chỗ nào hết. Cho nên Ngài Ấn Tông á, Ngài mới nói chắc là nhân giả không phải là người bình thường. Có phải vậy không? Nếu mà người bình thường không dám nói được những câu nói này. À, thì Ngài nói hành giả nhất định chẳng phải là người thường. Lâu nay đó tôi đã nghe nói là y pháp của Hoàng Mai đã về phương Nam rồi, có phải là hành giả chăng? Phải không? Thì lúc đó Ngài trả lời sao? Hỏi mà Ngài đang ôm y bát đó, mà hỏi là lâu nay nghe y bát đã về phương Nam rồi, có phải là hành giả chăng? Thì Ngài trả lời sao đó quý vị? Không dám, chẳng dám. Chẳng dám tức là gì? Là đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Lúc đó Ngài Ấn Tông lại làm lễ đem, rồi xin đem y bát chỉ cho đại chúng xem. Quý vị biết Ấn Tông lúc đó Ngài là pháp sư rồi đó, là một người rất là lớn, giảng kinh được rồi đó, mà khi nghe nói y bát, Ngài giữ là quỳ xuống làm lễ Ngài liền. Thì quý vị thấy người xưa người ta trọng pháp đến cỡ nào, đúng không? Quỳ xuống làm lễ rồi xin Ngài Huệ Năng đem y bát ra cho đại chúng xem. Thì lúc đó Ngài mới đem y bát ra trình cho đại chúng xem. Rồi Ấn Tông mới hỏi thêm, Hoàng Mai phó chúc truyền dạy như thế nào? Thì Ngài Huệ Năng đáp, không có gì để truyền dạy hết, chỉ luận về kiến tánh, chẳng bàn thiền định giải thoát. Không có nói gì hết, chỉ nói về kiến tánh thôi, không bàn về thiền định, không bàn về giải thoát. Thì Ngài Ấn Tông mới nói, sao mà không luận về thiền định giải thoát? Nhưng mà tu mà không nói đến thiền định, không nói đến giải thoát thì tu làm sao? Thì Huệ Năng đáp, vì đó là cái pháp hai, chẳng phải Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông hỏi thêm, thế nào là pháp chẳng hai? Huệ Năng đáp, pháp sư giảng kinh Niết Bàn thì đã rõ Phật tánh là pháp chẳng hai. Đó, thì ở đây mình nói dừng ở đây, mình thấy là kinh Niết Bàn nói về Phật tánh, thì Phật tánh làm sao mà có hai, phải không? Không phải là pháp có chẳng hai, cho nên Phật pháp là trung đạo, không có hai. Mà nói về thiền định, nói về giải thoát là có hai rồi, đó không phải là Phật pháp. Chỉ luận về kiết tánh thôi. À, chúng ta nghĩ ha, thấy quý vị cũng mệt mỏi rồi, chiều chúng ta học tiếp.
Có mệt mỏi không? Có không? Thôi học ít ít thôi để cho quý vị thoải mái. Nhiều khi học nhiều quá cái ngán ha. Chiều chúng ta sẽ học tiếp về kinh. Chiều nay chúng ta sẽ luận về thiền định giải thoát và bát nhã. Bát nhã hay. Chúng ta lâu nay chúng ta học, chúng ta tụng bát nhã rất là nhiều, mà chúng ta chưa có hiểu rõ cái ý nghĩa của bát nhã. Thì chiều nay chúng ta học tiếp, được không? Rồi.